chấn động. Thầy Tử Vi báo trước cực chính xác, đúng tháng 11 âm lịch năm 2024, tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966, hợp vía thần tài. Nổ lộc trúng lớn, phất lên như diều gặp gió, đổi đời giàu sang, tiền vàng chất đầy két, đón Tết thật linh đình. Quý vị thân mến, sống trên đời này, phải chăng điều mà chúng ta luôn mưu cầu, luôn mong mỏi, đó chính là hai từ hạnh phúc. Nghe thì có vẻ đơn giản là vậy, nhưng khái niệm hạnh phúc của mỗi người lại thật khác nhau. Có người phải ở trên đỉnh cao vinh quang, nắm quyền lực trong tay, họ mới thực sự hạnh phúc. Có những người thì hạnh phúc của họ nằm ở việc con cái được học hành tử tế, lớn lên khỏe mạnh, bình an. Nhưng cũng có những người chỉ cần trút bỏ được khoản nợ mà họ đang oằn mình chống đỡ, được ăn một bữa cơm thảnh thơi bên vợ con, gia đình, đã là hạnh phúc, mãn nguyện lắm rồi. Và quý vị à, trải đời bao năm, chắc hẳn quý vị tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966 ở đây cũng đã chiêm nghiệm ra rằng, để có được thứ hạnh phúc mà ta mong muốn đều phải đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt, đổ bao công sức, thời gian mới có thể có được, đúng không ạ? Bước sang tháng 11 âm lịch 2024 tới, đây có phải là thời điểm vàng giúp bản mệnh Bính Ngọ gặt hái những chiến lợi phẩm về tay hay không? Có nên tiến hành những việc trọng đại hay không? Liệu có những khó khăn gì đang đợi sẵn? Xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm hiểu thật kỹ trong video ngay sau đây nhé. Tổng quan về tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966. Tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966, là tuổi con ngựa, năm sinh âm lịch, Bính Ngọ, thuộc mệnh thủy, thiên hà thủy, nước sông thiên hà. Mệnh nam, cung đoài kim, thuộc tây tứ mệnh. Mệnh nữ, cung cấn thổ, thuộc tây tứ mệnh. Cuộc đời tuổi Bính Ngọ được Phật Tỳ Sa Môn Bồ Tát ban phúc, Phật Văn Thủ Bồ Tát ban cho trí tuệ, Phật Dược Sư Như Lai hộ mệnh, Phật Đại Thế Chí Bồ Tát bảo hộ. Năng lượng quả kép, Ngọ cũng thuộc hành quả, nhân đôi tất cả những đặc tính tốt và xấu của người tuổi Ngọ. Người tuổi Bính Ngọ thường cực kỳ may mắn hoặc hết sức không may. Là những người tốt bụng, đáng mến và tràn đầy nhiệt huyết, Bính Ngọ cũng có thể tỏ ra kiên quyết và nghiêm khắc khi cần. Họ rất thông minh và tự tin. Có lẽ đó là lý do tại sao nhiều người trong số họ trở thành lãnh đạo, khi đảm nhận cương vị người đứng đầu hay ông chủ, ngựa lửa được cấp dưới đánh giá cao và yêu quý. Trái tim nhân hậu cùng những đòi hỏi khắt khe là sự kết hợp hoàn hảo, vừa khiến họ được nhân viên quý mến, vừa giúp hoàn thành tốt rất nhiều công việc. Bính Ngọ rất dễ bị phân tâm và không phù hợp với những nhiệm vụ phải lặp đi lặp lại. Họ thích mạo hiểm và hiếm khi chấp nhận sự giám sát từ những người khác, kể cả từ cấp trên. Cuộc sống của Bính Ngọ không ổn định, họ thường nay đây mai đó. Để đạt được thay đổi, họ có thể dùng đến vũ lực và sức mạnh ý chí tuyệt đối. Tính cách độc đoán khiến họ có thể thành công lớn hoặc thất bại thảm hại. Sở hữu trí tuệ tuyệt vời và sức hút mãnh liệt, Bính Ngọ được người khác giới rất quý mến, nhưng họ thường chỉ chú ý tới một người và hạnh phúc với bạn đời đã chọn. Biết cách quản lý tiền bạc, Bính Ngọ khá may mắn về tài chính. Màu hợp với tuổi Bính Ngọ là màu trắng, đen. Màu khắc với tuổi Bính Ngọ là màu vàng. Tính cách tuổi Bính Ngọ. Đặc trưng cơ bản nhất của những người thuộc mệnh thủy đó là sự thông minh, trí tuệ, vì trong ngũ đức hành thủy chủ trí tuệ. Khi xét về thiên can, địa chi, ta sẽ thấy can Bính Dương quả kết hợp với chi Ngọ Dương quả tạo nên thế tương hòa tương đắc, sản sinh ra những tài năng lớn. Do đó, tuổi Bính Ngọ không những thông tuệ mà còn có sự hơn người, xuất chúng. Những người tuổi Bính Ngọ có tính cách, tâm hồn cao thượng, thanh nhã, tinh tế, tác phong cử chỉ lịch thiệp nhã nhặn. Tuổi Bính Ngọ được biết tới với sự cống hiến không toan tính hay đòi hỏi được đền bù. Trong cuộc sống, những người tuổi Bính Ngọ thường là người của công chúng, có đóng góp cống hiến lớn lao cho đời. Nhạy cảm, tinh tế, hay u buồn và tự mâu thuẫn. Bởi bản chất của giọt nước mong manh nên họ cực kỳ nhạy cảm, tinh tế, thâm tâm họ mang một nỗi buồn cố hữu về thế thái nhân tình. Can chi Bính, Ngọ, thuộc quả và thổ tương khắc với nạp âm thủy nên tâm tư họ nhiều điều mâu thuẫn rất khó lý giải. Con số hợp với tuổi Bính Ngọ là số 4, 6, 7, 1. Con số khắc với tuổi Bính Ngọ là số 8, 2, 5. Sự nghiệp tuổi Bính Ngọ. Bính Ngọ là người có khả năng quan sát tài tình, nhất là trước những sự vật, sự việc mới. Họ cũng có đầu óc kinh doanh khá nhạy bén và linh hoạt,
luôn đưa ra được những ý kiến độc đáo đối với công việc làm ăn hoặc vấn đề quản lý. Tính cách cởi mở và quyết đoán là hai yếu tố quan trọng dẫn đến thành công của họ. Người tuổi Bính Ngọ có đời sống tinh thần phong phú, có lý tưởng cao đẹp và không sợ khó khăn, gian khổ. Họ thích được tự sắp xếp công việc của mình, luôn phấn đấu để có địa vị cao trong xã hội. Nếu được sao tốt tương trợ, họ có thể tạo dựng được sự nghiệp đáng kể. Ngược lại, họ khó có được cơ hội để phát huy năng lực của mình. Tuổi Bính Ngọ có tư chất trở thành lãnh đạo, quản lý, một số khác trở thành giảng viên, nghệ sĩ, chuyên gia tư vấn. Dịch vụ giặt là, hoạt động nông nghiệp cũng là thế mạnh của họ. Vì đóng góp, cống hiến cho rất nhiều người nên thu nhập của họ rất cao. Tuy vậy, với bản tính thanh cao, họ xem nhẹ tiền tài, vật chất. Không quan giả như những chú ngựa, mà tuổi Bính Ngọ có tính cách và một tâm hồn rất cao thượng, tinh tế và có cử chỉ tác phong nhã nhặn khiến cho người phải hài lòng và có ấn tượng tốt đối với họ. Những người tuổi Bính Ngọ có trách nhiệm và rút ruột gan trong công việc, dốc sức hết mình vào công việc. Tuổi Bính Ngọ thường là người của công chúng, có đóng góp rất lớn ở trong đời. Một số công việc họ phù hợp chính là giảng viên, nghệ sĩ, nhà tư vấn hay những nhà lãnh đạo, quản lý có trách nhiệm, được cấp dưới nể phục. Tổng quan tuổi Bính Ngọ tháng 11 âm lịch. Tháng 11 âm lịch là tháng Bính Tý, nguyệt lệnh là Tiết Khí Đại Tiết và Đông Chí, tương xứng với Thiên Can, Bính Quả và Địa Chi, Tý Thủy, Tiết Đại Tuyết đánh dấu thời điểm bước sang tháng 11 âm lịch. Tháng 11 âm lịch là tháng Bính Tý, ứng với kinh dịch tháng này là Quẻ Phục, trong quẻ có một hào dương ở dưới, cùng miêu tả trạng thái âm khí cực thịnh, sẽ sinh dương khí mới sinh ra có sức phát triển mạnh mẽ và hứa hẹn đến những thời điểm tốt đẹp hơn về sau. Hơn nữa, bản chất của tiết đồng chí chính là sự thay đổi của áp suất trong khí quyển. Trong thời điểm tiết đồng chí, vì là thời điểm lạnh nhất trong năm, nên các loại động vật, thực vật và con người đều ở trạng thái thu hẹp, ít tiếp xúc với môi trường bên ngoài. Đây cũng là thời điểm để tích trữ lương thực và củng cố nhà cửa chống rét. Theo tử vi cho thấy tháng 11 âm lịch là tháng Bính Tý, dưới tác động của cục diện Tý Ngọ tương phá, con giáp này dễ vướng phải mâu thuẫn, tranh cãi trong công việc. Mọi người có ý kiến khác nhau mà không ai chịu nhường ai, nên mọi việc tiến triển rất khó khăn. Bên cạnh đó, bản mệnh còn phải luôn đề phòng kẻ xấu ném đá sau lưng, bày trò gây cản trở công việc của mình. Phương diện tài lộc cũng khá ảm đạm, điềm phá tài luôn rình rập, đe dọa túi tiền của bạn. Vì thế, việc đầu tư, kinh doanh trong tháng này cần hết sức cẩn thận. Tốt nhất là bạn vẫn nên tập trung hoàn thành các dự án còn dang dở của mình. Những lời mời đầu tư mới thì cần thời gian để bình tĩnh, cân nhắc. May mắn, phương diện tình cảm lại là một điểm sáng rực rỡ trong vận trình của bạn. Nhiều các tinh soi chiếu đem tới cho bạn rất nhiều cơ hội gặp gỡ. Người có tư tưởng tương đồng với bạn mang tới cho bạn nhiều cơ hội mới, gặt hái thêm nhiều thành công mới. Và sau đây sẽ là tử vi chi tiết từng phương diện trong tháng 11 âm lịch cho tuổi Bính Ngọ. Sinh năm 1966, vận hạn may mắn và cách hóa giải giúp bản mệnh đón lành tránh dữ, gặp hung hóa cát. Xét về phương diện sự nghiệp, tử vi tháng 11 năm 2024, tuổi Ngọ âm lịch thấy rằng tháng gặp cục diện Tý Ngọ tương phá, nhiều sóng gió ập đến. Phương diện sự nghiệp của người tuổi Ngọ đòi hỏi bạn không được phép lơ là. Nếu thời điểm này bạn ngừng cố gắng thì rất dễ phạm sai lầm, trở thành người tụt hậu hoặc gây phiền phức cho tập thể. Hãy cẩn thận trong mọi việc, hạn chế tham gia vào chuyện bao đồng cũng như hạ cái tôi của mình xuống. Trong mỗi cuộc thảo luận, bạn nên chú ý lời ăn tiếng nói để không gây phật lòng người tốt cũng như đắc tội với kẻ tiểu nhân. Bạn cần bình tĩnh lại để cân nhắc xem điều mình thực sự mong muốn là gì. Không nhất thiết phải vội vã chạy theo bước chân của người này, người khác. Khó khăn càng chồng chất thì bạn càng phải cổ vũ mình cố gắng vươn lên, chớ nên bỏ dở công việc giữa chừng. Chỉ khi cố gắng giải quyết các vấn đề, bạn mới trưởng thành hơn và có bản lĩnh hơn trong công việc. Hơn nữa, bạn hoàn toàn có thể học hỏi kinh nghiệm của những người đi trước đáng tin cậy. Trên thực tế, tháng này bạn còn được các tinh thái âm trợ mệnh. Nếu chăm chỉ quyết tâm trong công việc, thì bạn có thể gây ấn tượng với quý nhân hoặc cấp trên. Đối phương có thể đưa ra cho bạn những chỉ dẫn hữu ích, thậm chí giúp bạn một tay để bạn thoát khỏi tình thế khó khăn trước mắt. Xét về mặt tài lộc,
Phương diện tài lộc của người tuổi Ngọ khó có dấu hiệu khởi sắc, bạn không nên chi tiêu một cách lãng phí trong tháng này. Tốt nhất hãy nhắc nhở mình cắt giảm chi tiêu và luôn để sẵn một khoản dự phòng cho những tình huống bất ngờ. Cục diện tương phá đem tới nguy cơ hao tài tốn của luôn lơ lửng trên đầu, dù làm trong lĩnh vực nào, thì bạn cũng nên cố gắng hoàn thành cho tốt các nhiệm vụ còn dang dở, chớ nên làm nhiều việc cùng một lúc, kẻo dễ dàng gây ra lỗi, phải tốn tiền để đền bù, khắc phục. Người làm ăn, kinh doanh, không nên vội vã đưa ra những quyết định đầu tư, bởi những mối đầu tư tưởng rằng triển vọng lại luôn tiềm ẩn cái bẫy mà kẻ tiểu nhân giăng sẵn. Nếu có ý định hợp tác với ai, bạn cũng cần kiểm chứng thông tin rõ ràng, đồng thời tìm hiểu kỹ các thông tin về đối tác. Dưới tác động của nguyệt lệnh mộc dục, tháng này bạn còn chú ý hơn đến ngoại hình, nên sẽ tốn kha khá tiền để chăm sóc cho sắc đẹp. Ai cũng có nhu cầu làm đẹp xong, bạn chớ nên vì thế mà thành người phô trương phung phí không cần thiết khi túi tiền không hề rủng rỉnh. Về mặt tình cảm, gia đạo, căn cứ tử vi tháng 11 năm 2024 tuổi Bính Ngọ âm lịch, phương diện tình cảm của người tuổi Ngọ có những dấu hiệu khá đáng mừng. Đặc biệt là với người độc thân, có thể bạn sẽ tìm thấy người tâm đầu ý hợp trong tháng này. Tuy nhiên, khi nhận được quá nhiều lời ngỏ ý làm quen, con giáp này phải thận trọng để nhận ra ai là người thực sự chân thành với mình. Bạn chớ nên để ý quá nhiều đến ngoại hình mà bỏ qua những yếu tố quan trọng khác. Với người đã lập gia đình, nhân duyên khác giới tốt đôi khi cũng đem tới cho bạn một vài rắc rối. Có điều, chỉ cần bạn luôn biết giữ mình, chủ động giữ khoảng cách với người khác giới thì không có gì đáng lo ngại. Thậm chí, bạn còn có thể biến những mối quan hệ đó thành trợ lực cho mình trên con đường sự nghiệp, kinh doanh. Về mặt sức khỏe, người tuổi Ngọ duy trì được tình trạng sức khỏe tốt trong tháng này. Nhờ vậy, bạn có thể sẵn sàng đối diện với những khó khăn, thử thách mà cuộc sống mang lại cho con giáp này. Nhớ duy trì chế độ ăn uống và sinh hoạt khoa học, tránh dùng quá nhiều thời gian để đắm chìm cho sở thích cá nhân hoặc cho công việc. Ngoài ra, nếu thấy cơ thể có dấu hiệu bất ổn thì cần theo dõi và chữa trị kịp thời. Như vậy thì bệnh mới nhanh khỏi và bạn cũng sẽ tiết kiệm được nhiều chi phí chữa trị. Vậy, trong từng giai đoạn của tháng 11 âm lịch sẽ có những cơ hội hay thách thức nào đang chờ đón tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966? 1. Tử vi tuần 1 tháng 11 âm lịch của tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966. Xem tử vi cho thấy, bước sang tuần đầu tiên của tháng 11 âm lịch, người tuổi Bính Ngọ có thể thấy rằng vận trình của con giáp này hung cát đan xen, nhiều vấn đề cùng nảy sinh trong khoảng thời gian này. Đầu tiên là chuyện tình cảm bất đắc ý, bản mệnh dù trao đi rất nhiều nhưng nhận về lại chẳng được bao nhiêu, đường công danh, sự nghiệp cũng không hoàn toàn ổn định. Tuy về cơ bản là tuổi Bính Ngọ tuần này đạt được nhiều bước tiến mới, cũng gặt hái được không ít thành công khi mà ấn quan hiệp lực tương trợ và tạo cho bản mệnh nhiều cơ hội để thể hiện mình. Song đó là chuyện đầu tuần mà thôi, càng về cuối tuần thì vận trình sự nghiệp càng thêm phần sa sút. Người tuổi Bính Ngọ có thể sẽ bị kẻ tiểu nhân bày mưu hãm hại, khiến cho những thành quả bạn đạt được trước đó bị ảnh hưởng rất nhiều. Cũng may, có giải thần cát tinh nâng đỡ, gánh bớt cho những xui xẻo, nên bản mệnh mới giữ được phong độ của mình. Riêng về vận trình tài lộc thì thiên tài cho thấy, con giáp này có thể sẽ nhận được khá nhiều cơ hội để phát tài, phát lộc trong khoảng thời gian đầu tháng 11 âm. Đặc biệt là càng về giữa tháng, bản mệnh chớ nên bỏ lỡ, thời điểm này trong tuần, nhất là những người làm kinh doanh, càng nên cố gắng để chuyện làm ăn phát triển tốt đẹp hơn. Bên cạnh đó, người tuổi Bính Ngọ làm lãnh đạo, cần phải tránh thái độ độc đoán, bắt người khác làm theo ý mình. Để công việc được tiến triển hiệu quả hơn, bạn nên dành cho người khác cơ hội để thể hiện bản thân. Thủy khắc quả khuyên các gia đình cần phải chân thành trò chuyện với nhau nhiều hơn, giấu mọi chuyện trong lòng chỉ khiến đôi bên ngày càng xa cách, thậm chí nảy sinh hiểu lầm, nghi ngờ không đáng có mà thôi. Quý nhân Dần, Mùi, tiểu nhân Dậu, Tý. Màu sắc may mắn xanh da trời, trắng. Con số may mắn 70, 24, 46. 2. Tử vi tuần 2 tháng 11 âm lịch của tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966. Tử vi phương Đông cho thấy người tuổi Bính Ngọ có khoảng thời gian giữ tháng dễ thở hơn đôi chút, khi mà các khí dần kéo tới, xua tan bớt bóng đen.
Công việc của con giáp này về cơ bản đang tiến triển khá tốt. Bản mệnh thể hiện mình là người có trách nhiệm và có năng lực thực sự, xứng đáng để đảm trách những vị trí cao hơn. Về tài lộc, tuổi Bính Ngọ không mấy may mắn vào thời điểm đầu tuần, khi mà lúc đó kiếp tài vẫn đang ngáng trở, khiến cho công cuộc tìm kiếm tài lộc của con giáp này tiến triển không được tốt. Bản mệnh có thể đưa ra những quyết định sai lầm, dẫn đến việc tiền bạc bị phung phí. Tuy nhiên, mọi chuyện sẽ dần cải thiện hơn vào cuối tuần, chớ vội vì thế mà tuyệt vọng. Điều mà bạn cần quan tâm hơn vào thời điểm này là sự xuất hiện của ngũ quỷ hung tinh. Nó thể hiện những điềm báo tử vi rằng có kẻ tiểu nhân đang đơm đặt chuyện thị phi để phá hoại chuyện tình cảm của bạn. Đôi bên thiếu sự tin tưởng lẫn nhau, để cho những lời đồn thổi đi quá xa, trở thành chuyện có thật trong suy nghĩ của mỗi người. Thay vì tin tưởng và yêu thương nhau nhiều hơn để bảo vệ tình cảm của mình, thì bản mệnh lại để cho những kẻ xấu xa kia đạt được mục đích phá hoại mối quan hệ của mình. Ngoài ra, bên cạnh việc không ngừng đổi mới bản thân, bạn cũng cần chú ý tới những điểm chưa tốt của mình. Hãy lắng nghe quan điểm của mọi người xung quanh, bạn sẽ nhanh chóng nhận ra điểm thiếu sót của mình để có thể thay đổi. Nếu có kế hoạch xuất hành đi xa, bản mệnh nên đi về hướng Tây Bắc để gặp Hỷ Thần, hoặc hướng Tây Nam để gặp Tài Thần. Đây là hai hướng tốt nhất trong thời gian này, đem lại nhiều may mắn, giúp công việc của bạn gặp được nhiều điều thuận lợi. Quý nhân, Tuất, Dần. Tiểu nhân, Thìn, Sửu. Màu sắc may mắn, đen, xám. Con số may mắn, 24, 68, 73. 3. Tử vi tuần 3 tháng 11 âm lịch của tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966. Theo dõi tử vi của 12 con giáp người tuổi Bính Ngọ sẽ có một khoảng thời gian khá dễ chịu khi mà bước vào giai đoạn cuối tháng 11 âm. Nếu có thể vượt qua những rắc rối nho nhỏ vào thời điểm đầu tuần do âm sát hung tinh gây ra, khiến cho bản mệnh không tập trung vào công việc mà suy nghĩ diễn dông, thì con giáp này hoàn toàn có thể giành được nhiều thành công. Đó là vì trong thời gian này, các thần đông đảo phò trợ cho tuổi Bính Ngọ khá nhiều trong công việc. Ấn quan hiệp lực tạo ra sức mạnh khá lớn và nâng đỡ cho con giáp này thoát được những khó khăn phía trước, giành được những ưu thế trong trận chiến sắp tới để chiến thắng trong cuộc đua quyền lực. Thiên ấn soi chiếu, người làm công ăn lương có thể nắm bắt được một số cơ hội để phát triển bản thân. Nếu làm tốt, bạn chắc chắn sẽ được thăng tiến, cấp trên đánh giá rất cao những người biết tận dụng cơ hội như bạn. Ngoài ra, thời điểm này bạn cần chú ý tới việc xây dựng mối quan hệ các đối tác hơn là tập trung vào việc mở rộng sản xuất. Hãy tập trung phát triển chiều sâu chứ đừng vội vàng chạy theo xu thế của thị trường. Một điều cần nhắc nhở con giáp này đó là dù có đang trong men say chiến thắng thì cũng đừng bao giờ ngủ quên quá lâu, bởi kiếp tài đang rình rập và có thể sẽ khiến cho bạn đánh mất tiền bạc đang nằm yên trong túi mình. Chớ nên cả tin quá mức, ai nói gì cũng nghe theo mà không biết rằng đó chính là khuyết điểm chí mạng. Quả dượng cảnh báo những dấu hiệu về sức khỏe mà bản mệnh có thể gặp phải trong thời gian này. Ví dụ như nóng trong người, vì thế bạn cần chú ý chế độ ăn uống của mình, không nên tiệc tùng quá nhiều, đồng thời chăm chỉ rèn luyện thể dục thể thao. Quý nhân, Tuất, Mùi. Tiểu nhân, Dậu, Mão. Màu sắc may mắn, vàng, nâu. Con số may mắn, 60, 14, 22. Cuối cùng là tử vi tuần 4 tháng 11 âm lịch của tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966. Xem tử vi tuần mới của 12 con giáp cho biết, sau Thái Dương xuất hiện, dự báo một tuần thăng hoa rực rỡ với người tuổi Bính Ngọ trên nhiều phương diện, tham vọng của bản mệnh khá lớn. Bạn cũng có đủ tự tin để thể hiện và theo đuổi những gì bản thân mong muốn. Đường công danh, sự nghiệp của những chú ngựa trên đà tiến triển tốt đẹp, bạn cho thấy khả năng tư duy và sáng tạo của mình. Tuy không hay khoe ra năng lực của mình, nhưng những hành động của bạn đã đủ chứng minh bạn là người dám nghĩ, dám làm, đã làm là sẽ cho ra đời những kết quả đáng ngưỡng mộ. Tài lộc trong tuần khá dồi dào. Công việc chính hay việc phụ đều là nguồn thu nhập rủng rỉnh cho con giáp này, các khí dưỡng. Nên người làm công ăn lương nhận được những gì xứng đáng với công sức của mình đã bỏ ra, cải thiện nguồn thu nhập, giúp cuộc sống bớt đi phần nào vất vả. Người làm nghề tự do hay kinh doanh cũng phát tài nhờ cái duyên của mình, nên được nhiều đối tác tin tưởng, khách hàng yêu thích. Thái Dương các tinh cũng che chở cho nhân duyên của tuổi Bính Ngọ trong tuần này, đặc biệt là nam mệnh, bạn thể hiện được sức hút của mình, phô bày được những ưu điểm của mình trước người khác phái. Nhờ vậy, người độc thân có thêm các cơ hội lựa chọn người phù hợp với mình,
các cặp đôi có thể ngồi lại cùng bàn bạc cho những kế hoạch trong tương lai. Quý nhân, Tuất, Dần; tiểu nhân, Tý, Mão. Màu sắc may mắn, vàng, đen. Con số may mắn, 12, 37, 69. Cẩm nang dượng vận cho tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966, tháng 11 âm lịch 2024. Quý vị thân mến, để công việc hợp tác làm ăn được thêm phần suôn sẻ, thuận lợi, chắc chắn chúng ta cần tìm được những đối tác phù hợp, giúp cho vận khí tăng lên gấp bội lần, kích tài dưỡng lộc, thu hút may mắn. Vậy người tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966, nên hợp tác với những tuổi nào để mang lại vận may tài lộc cũng như sự nghiệp? 1. Tuổi Bính Ngọ với tuổi Dần. Điểm chung nổi bật nữa giữa con giáp này là cả hai đều thích tự do, bởi vậy chẳng ai ràng buộc ai cả. Họ luôn tìm cách để làm cho mối quan hệ của hai người thêm mới mẻ và thi vị. Ngựa thích chạy nhảy, đi đó, đi đây, hổ cũng vậy, nên giữa họ chẳng có vấn đề gì hiềm khích. Người này hiểu tính người kia, hiểu được nhu cầu tự do của người kia, nên thường đi theo cách của riêng mình và làm theo ý mình. Nếu hổ và ngựa là đồng nghiệp, họ sẽ tạo thành một tập thể vững mạnh với những nét độc đáo riêng. Môi trường làm việc của họ khuyến khích những sáng tạo và những ý tưởng mới. Tuy nhiên, nếu hổ khăng khăng đòi vị trí dẫn đầu thì ngựa cũng chẳng thấy dễ chịu chút nào và khó hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. 2. Tuổi Bính Ngọ và tuổi Mùi. Có thể khẳng định hai con giáp này đến với nhau như một lẽ tất yếu. Giữa họ cũng có nhiều điểm khác biệt, nhưng thú vị là những điểm đó lại bổ sung cho nhau. Ngựa khá khó hiểu và bí ẩn, họ không thích cảm giác ràng buộc và cuộc sống gia đình, họ chỉ hướng tới những gì vui vẻ và tươi trẻ. May mắn thay, tuổi Mùi lại rất nghệ sĩ và phóng khoáng, họ cũng khá thú vị để khám phá. Người tuổi Ngựa tự thấy mình rất hợp với Dê, còn Dê thì quý Ngọ ở sự thông minh, hài hước, đầy cá tính. Nếu là đối tác làm ăn, Dê sẽ là người đứng đầu. Vì con giáp này thích công việc quản lý, Dê suy nghĩ khá cấp tiến và là người hoạch định tốt. Nếu cả hai mở công ty thì Ngựa có thể rất được lòng nhân viên, nhưng người thực sự có quyền lực lại là Dê. 3. Tuổi Bính Ngọ và tuổi Tuất. Tuổi Bính Ngọ và tuổi Tuất đều rất hài hước và có thể kết hợp rất hài hòa với nhau. Họ đều dí dỏm và thích tham gia vào các hoạt động xã hội. Ngọ trí tuệ và thuyết phục có sức hút rất lớn với Tuất. Tuổi Tuất không thích dành thời gian cho việc buôn dưa lê, mà thích bàn tán về các chủ đề có ý nghĩa sâu sắc hoặc mang tính thời sự. Chính vì vậy, Tuất không trở nên nhàm chán trước Ngọ thích khám phá. Nếu là đối tác trong kinh doanh, Ngọ và Tuất sẽ chọn công việc đảm bảo lợi ích của cả hai bên, hoạt động kinh doanh liên quan đến du lịch là phù hợp nhất. Vì cả tuổi Ngựa và tuổi Tuất đều thích thay đổi món ăn, thích ngắm cảnh đẹp và vui chơi bạn bè. Hai tuổi này đều có khả năng chịu được cuộc sống khắc nghiệt và công việc vất vả. Sự trung thành và cẩn thận vốn có của Tuất kết hợp rất hoàn hảo với sự khéo léo trong giao tiếp của Ngọ. Nếu hợp sức lại, công việc kinh doanh của hai người sẽ phát triển với tốc độ khiến mọi người xung quanh ngạc nhiên. Quý vị thân mến, tiếp theo đây là cách hóa giải vận hạn giúp cô bác anh chị tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966 chiêu tài đón lộc và làm giàu thành công đúng tháng 11 âm lịch 2024. Đầu tiên là nam mạng tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966. Theo sao chiếu mệnh, sao Thái Dương. Thái Dương được coi là phúc tinh, rất tốt cho nam giới, nhất là về đường công danh. Năm có sao này chiếu thì công việc phát triển, có cơ hội thăng quan tiến chức, làm ăn phát đạt, gặp may mắn trong việc buôn bán, nhất là vào tháng 6 và tháng 10. Đây là hai tháng đại cát, nên chủ động nắm bắt để mưu đại sự. Theo niên hạn, hạng Thiên La. Hạng Thiên La chủ về bị phá phách không yên, kẻ xấu dụ dỗ lừa gạt tiền bạc. Hạng cũng chủ đau yếu, ốm đau tốn kém tiền của để chữa trị. Xem tử vi 2024 tuổi Bính Ngọ nam mạng theo vận niên. Theo tử vi tuổi Ngọ 2024, sang năm con rồng, tuổi Bính Ngọ nam mạng gặp vận niên Thố Lộng Nguyệt, tức là Thỏ dẫn trăng. Hình ảnh đầy vui tươi, thoải mái, báo hiệu một năm nhiều niềm vui, hạnh phúc, công danh sẽ toại, phí lòng chờ đợi bấy lâu. Về phương diện tình cảm, người vui cảnh cũng chiều lòng, thật là một bầu trời tươi đẹp, ước thì được, muốn thì thành, gia đình êm ấm, đón tin vui về con cháu trong nhà. Hóa giải vận hạn.
Cách làm tăng các tính của sao Thái Dương trong năm 2024. Làm ăn ngay thẳng, tập trung vào nhiệm vụ của mình, quyết tâm cố gắng không ngừng. Bản mệnh đặc biệt tránh tình trạng làm gian, làm lậu mà nam hay nữ mệnh cũng đều sẽ gặp điều không may. Cư xử khiêm tốn, dù là người có vị thế cao hay thấp, bản mệnh cũng nhớ nhắc nhở bản thân hành xử khiêm tốn. Đặc biệt cấp dưới nên tuân theo các quy định của tập thể và của lãnh đạo, nếu không dễ vướng vào những chuyện mâu thuẫn, tranh chấp không đáng có. Nắm bắt thời cơ, hãy tự tin vào khả năng của bản thân mình để có thể nắm bắt những cơ hội xuất hiện trước mắt. Bạn không nên chần chừ, do dự quá lâu, để kẻ khác chớp mất thời cơ. Đeo đồ phong thủy, tuổi này có thể đeo trang sức đá quý màu nâu, màu vàng như thạch anh ưu linh nâu, hổ phách, thạch anh vàng, thạch anh tóc vàng. Cách hóa giải hạn thiên la năm 2024. Về sức khỏe, khi gặp hạn này thì sức khỏe giảm sút nhiều, thường xuyên bị mệt mỏi và đau nhức không rõ nguồn cơn. Những căn bệnh kỳ quái dù tiêu hao tiền của chữa trị nhưng vẫn không khỏi. Bởi vậy cách tốt nhất là dành nhiều thời gian nghỉ ngơi, lập chế độ ăn uống và tập luyện thể thao hợp lý. Về mặt tình cảm, cẩn thận trong từng hành động và lời nói, tránh vướng vào thị phi tai tiếng trong các mối quan hệ xã giao. Về tình cảm vợ chồng, hãy dành nhiều thời gian ở cạnh nhau, quan tâm và chăm sóc nhau, thấu hiểu và chia sẻ niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống. Đừng ghen tuông vô cớ, lời qua tiếng lại không may chuyện nhỏ xé ra to. Về mặt tâm lý, gia chủ cần bình tâm và suy nghĩ kỹ càng về mọi việc trong cuộc sống. Không nên tự lo âu phiền muộn, thay vào đó hãy tìm người tâm sự, chia sẻ niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống. Không nên chất đựng quá nhiều ấm ức trong lòng. Điều này khiến tâm trạng ngày càng trầm trọng, dẫn đến các bệnh kỳ quái như trầm cảm. Đối với nữ mạng tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966, theo sao chiếu mệnh, sao Thổ Tú. Năm có sao Thổ Tú chiếu thì đương số dễ gặp trở ngại trong công việc, xung khắc trong các mối quan hệ, miệng tiếng thị phi. Có kẻ ném đá giấu tay sinh ra thư kiện, xuất hành không thuận, gia đạo bất hòa, chăn nuôi thua lỗ, sức khỏe yếu, xấu nhất vào tháng 4 và tháng 8 âm lịch. Theo niên hạn, hạn Diêm Dương. Hạn Diêm Dương chủ về tranh chấp, kiện tụng trong làm ăn, giúp người làm ơn mắc oán. Cần hết sức lưu ý vấn đề đi lại, tham gia giao thông, đề phòng tai nạn bất ngờ, trong gia đình có tang. Xem tử vi 2024 tuổi Bính Ngọ nữ mạng theo vận niên. Theo tử vi tuổi Ngọ 2024, trong năm Giáp Thìn, tuổi Bính Ngọ nữ mạng gặp vận niên Thố Lộng Nguyệt, tức là Thỏ Giỡn Trăng. Hình ảnh đầy vui tươi, thoải mái, báo hiệu một năm nhiều niềm vui, hạnh phúc, công danh sẽ toại, phỉ lòng chờ đợi bấy lâu. Về phương diện tình cảm, người vui cảnh cũng chiều lòng, thật là một bầu trời tươi đẹp, ước thì được, muốn thì thành, gia đình êm ấm, đón tin vui về con cháu trong nhà. Hóa giải vận hạn. Hóa giải sao Thổ Tú bằng phong thủy. Đồ phong thủy, trong năm có sao này chiếu mạng, đương số nên treo nhiều đồ vật cát tường, cầu may trong nhà hay dùng trang sức đá quý, ngọc phong thủy màu trắng như kim cương, thạch anh trắng, mã não trắng, để tăng cường cát khí, đồng thời giúp xua đuổi xui xẻo dây quanh. Tâm lý, việc hóa giải sao Thổ Tú thường xuất phát từ tâm lý lo lắng, nhưng nếu giải tỏa được điều này không có gì phải lo nghĩ nhiều. Việc hóa giải chủ yếu dựa vào tâm, nên chỉ cần làm những việc tốt để bạn cảm thấy vui vẻ, thoải mái còn có tác động lớn hơn là tổ chức cúng lễ lớn. Cách hóa giải hạn Diêm Dương năm 2024. Hạn Diêm Dương chủ yếu gây hại về sức khỏe, đặc biệt xấu với trường hợp người bệnh, đau ốm và phụ nữ mang thai. Để hóa giải vận xấu, gia chủ nên với người đau ốm, bệnh tật, chủ động nhận biết mức độ căn bệnh của mình thế nào để thăm khám điều trị kịp thời. Cần chủ động khám và điều trị đúng khoa học, tránh nghe lời người khác uống thuốc dân gian. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến bệnh tình, không may nguy hiểm tính mạng. Với người khỏe mạnh, cần có chế độ ăn uống, nghỉ ngơi và luyện tập thể thao hợp lý. Như vậy cơ thể mới được duy trì ở trạng thái ổn định, đề phòng bệnh tật mỗi khi trái gió trở trời. Về tâm linh, để tích thêm phúc đức cho bản thân, đương số nên làm nhiều việc thiện, sống phúc hậu, cho đi mà không cần nhận lại. Nhân sinh cảm ngộ. Quý vị thân mến, người ta có câu, đồng tiền đi liền khúc ruột, tiền bạc là thứ không thể thiếu được, nhất là trong cuộc sống hiện tại này, không phải tiền bạc là cuộc sống,
Nhưng trong cuộc sống cần có tiền, tiền bạc của cải có thể giúp chúng ta giải quyết nhiều nhu cầu trong cuộc sống của mình. Dân gian có câu: còn tiền còn bạc còn đệ tử, hết cơm hết gạo hết ông tôi. Tiền bạc chi phối nhiều mối quan hệ trong xã hội, tạo ra quyền lực ảo, nhưng chưa chắc đã giúp chúng ta có được tình cảm thực sự của người khác. Nhưng nếu cuộc sống thiếu thốn tiền bạc thì sẽ vô cùng khó khăn, khổ sở. Chẳng những cái ăn cái mặc bị hạn chế, mà khi ốm đau bệnh tật cũng không có cách nào để thoát khỏi cảnh ấy. Khi tiền bạc dồi dào thì đời sống vật chất cũng theo đó mà sung túc, sức khỏe được cải thiện ít nhiều, khi không phải chịu khổ sở về thể chất, mệt mỏi về tinh thần. Tiền bạc và của cải không đồng nghĩa với hạnh phúc. Hạnh phúc sẽ đến khi chúng ta biết đủ, biết hài lòng với hiện tại, biết trân trọng những gì mình đang có trong tay, chứ không phải đứng núi này trông núi nọ, đòi hỏi mình có được những thứ mà người khác đang sở hữu. Hạnh phúc thực sự vốn chẳng thể nào mua được bằng tiền, cũng chẳng thể bán hay đổi hạnh phúc lấy tiền bạc chi tiêu. Ai có suy nghĩ dùng tiền bạc để mua hạnh phúc thì người đó đã hoàn toàn sai lầm. Tiền bạc chỉ có thể tạo dựng tiền đề của hạnh phúc mà thôi. Người hạnh phúc chưa chắc đã có nhiều tiền, mà người có nhiều tiền chưa chắc đã hạnh phúc. Đạo Phật cho rằng con người vẫn có thể đạt được hạnh phúc ngay cả khi sự tiêu thụ vật chất là tối thiểu, tức là không cần quá nhiều tiền bạc, chúng ta vẫn có thể có được hạnh phúc trên đời. Biết hài lòng, biết đủ với cuộc sống của mình, chúng ta sẽ không còn chịu sức ép của lòng tham, không còn thấy căng thẳng hay tiếc nuối về quá khứ đã qua, không quá trách cứ bản thân vì làm việc không được như ý. Phật dạy ta, thiểu dục tri túc, chính là muốn Phật tử trân quý những gì mình đang có trong tay, không cố công theo đuổi những gì nằm ngoài tầm giới, khiến mình trở thành kẻ khổ sở như đang khát mà uống nước biển, càng uống lại càng bị cơn khát dày dò. Vậy làm ra nhiều tiền để làm gì? Có lẽ mọi người đều đồng ý rằng kiếm tiền không phải việc dễ dàng, nhưng việc tiêu tiền sao cho đúng cũng chẳng kém phần khó khăn. Làm thế nào để tiêu tiền cho đúng, cho hợp lý? Làm ra nhiều tiền để làm gì? Trong lời Phật dạy về tiền bạc, không có lời nào rõ ràng về việc mọi người dùng tiền để làm gì. Đức Phật không áp đặt bất cứ điều gì với việc kiếm tiền và tiêu tiền của mỗi người, miễn sao những đồng tiền đó trong sạch và đúng đắn. Kinh Phật có chép lại, thọ dụng chân chính là quan điểm của Đức Phật về cách sử dụng tiền bạc. Có thể hiểu nôm na rằng, đồng tiền làm ra nên dùng để mang lại lợi ích cho bản thân mình và người khác nữa. Đức Phật có răn rằng, tiền bạc có được bằng việc làm chân chính thì phải biết cách giữ gìn, không để thất thoát. Nên cân đối chi tiêu, chớ nên tiêu xài hoang phí đồng tiền mình có, càng không nên tiêu vượt quá khả năng chi trả của mình. Tuy nhiên, đồng tiền làm ra cũng cần phải chi tiêu cho những nhu cầu trong cuộc sống. Nếu làm ra nhiều tiền mà không dám tiêu xài vào những việc có ích, những việc cần thiết, thì lại hóa ra bủn xỉn, keo kiệt, tự làm khổ bản thân. Trong đạo Phật có răn dạy mọi người nên tận dụng mọi khả năng mình có để mang đến hạnh phúc cho chính mình, cho người thân, cho cộng đồng, đất nước và cả thế giới nữa. Trước tiên, tiền bạc làm ra là để cải thiện đời sống cho chính bản thân mình, mang đến niềm vui, an lạc cho cha mẹ, vợ con và những người thân thiết khác. Khi đã thỏa mãn lợi ích cá nhân thì phải nhớ đến những người khác ở bên mình. Đó có thể là bạn bè, là đồng nghiệp, là đối tác, những người đã phần nào góp ít nhiều công sức giúp mình có được tiền bạc. Theo lời Phật dạy, chúng ta không thể chỉ sử dụng tiền bạc cho riêng lợi ích cá nhân, mà còn nên dùng cho lợi ích cộng đồng nữa. Nếu dùng tiền bạc cho lợi ích cá nhân thì chỉ có thể thiết lập được hạnh phúc ở hiện tại, còn khi chúng ta dùng tiền bạc cho cộng đồng thì có thể thiết lập được cả hạnh phúc ở tương lai nữa. Nói như vậy, không có nghĩa là dùng tiền bạc để mua hạnh phúc, mà là dùng tiền bạc trong khả năng có thể của mình để giúp đỡ người khác, để cứu vớt những người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình. Tiền nhiều để làm gì? Nếu đã chi tiêu đủ cho bản thân, cho gia đình, thì có thể dùng tiền đó để quyên góp từ thiện, để hành thiện tích đức, góp thêm phần công đức cho bản thân và gia đình sau này. Tiền bạc là vật ngoài thân, con người ta chỉ có thể dùng tiền lúc còn sống, chứ chẳng thể mang theo khi đã chết đi. Phật tử mất nhiều công sức để kiếm tiền chân chính thì cũng phải học cách sử dụng tiền bạc đúng pháp để đem lại lợi ích cho bản thân và mọi người trong xã hội, để tạo phúc cho đời này và cả đời sau nữa. Khi chúng ta biết cách sử dụng đồng tiền chân chính thì tiền bạc chính là người đầy tớ tốt, giúp chúng ta có được cuộc sống ấm no, đủ đầy, giúp chúng ta có thể đưa tay nâng đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình. Còn nếu để đồng tiền trở thành chủ nhân
thì con người chúng ta sẽ trở thành đầy tớ cho nó, bị sức mạnh của đồng tiền chi phối, dám làm tất cả mọi điều tội lỗi chỉ để có tiền để mưu cầu lợi ích cho cá nhân mình. Theo lời Phật dạy, tiền bạc không chỉ để chúng ta thỏa mãn đời sống vật chất, mà còn phải biết cách làm cho đời sống tinh thần được thăng hoa. Có thể dùng tiền bạc mình kiếm được để cúng dường Phật Pháp, giác ngộ chánh niệm, từ đó mở lòng từ bi, biết thương xót muôn loài, không còn ganh đua, hận thù, sân hận, tàn sát lẫn nhau. Không phải cứ có nhiều tiền mới làm được việc thiện, điều này phụ thuộc vào cách quản lý tài chính, cách mà chúng ta sử dụng tiền bạc của mình. Nên có kế hoạch chi tiêu cụ thể, tiêu cho những thứ đáng tiêu, đừng lãng phí cho những thứ không cần thiết, rồi đến lúc cần thì chẳng có tiền trong tay. Nếu không biết cách tiêu tiền, để bản thân nợ nần chồng chất, để mình tán gia bại sản, tức là tự đẩy mình vào địa ngục. Khi học được cách sử dụng tiền bạc khôn ngoan, biết cách tiêu tiền đúng đắn và hợp lý, biết dùng tiền để làm việc nghĩa, thì có nghĩa là biết tạo phước báo cho mình ở kiếp này và kiếp sau nữa. Cuộc sống sẽ an lạc, hạnh phúc khi chúng ta biết đủ, biết sử dụng đồng tiền chân chính và sẵn sàng tạo ra lợi ích cho người khác. Đạo Phật đề cao luật nhân quả, gieo nhân nào thì gặt quả ấy, gieo nhân tốt thì sẽ có được quả lành, phước đức sẽ còn đó cho mình, cho gia đình và cho cả con cháu đời sau nữa. Bởi chưng kiếp trước khéo tu, ngày nay con cháu dõng dù thân thang. Dân, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 11 âm lịch năm 2024 của tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ có một tháng nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.